Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng trở lại, với tỷ lệ tăng là 0,30%, đứng quanh vùng giá 1.928,8 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.921,41 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.930,44 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 102,62 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,77%, giao dịch ở mức 30.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,718% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch ở mức 69,69 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, vào cuối tuần trước thì giá vàng trên thị trường thế giới đã có thời điểm rơi về 1.911 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, sau khi mà tình hình an ninh trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga có những diễn biến phức tạp, giới đầu tư đã quay lại mua vàng, giúp cho kim loại quý này phục hồi trở lại, nhưng mức tăng là không đáng kể. Theo các chuyên gia thì dù những căng thẳng địa chính trị có phần hỗ trợ cho vàng, song giới đầu tư cũng cần cân nhắc khi mà quyết định gia tăng nắm giữ vàng bởi sự hỗ trợ này là không ổn định. Ngoài bất ổn chính trị thì giá vàng đang chịu ảnh hưởng của đồng bạc xanh. Trong khi đồng tiền này đang có xu hướng mạnh lên khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn chưa từ bỏ các biện pháp thắt chặt trong cuối năm nay, điều này sẽ làm gia tăng chi phí cơ hội khi mà nắm giữ vàng. Giới đầu tư cũng cần theo dõi các dữ liệu mới nhất của nền kinh tế số 1 thế giới trong những ngày cuối tháng này và đầu tháng 7, bởi nếu GDP Mỹ tăng thì sẽ ủng hộ Fed thắt chặt, do đó mà giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên, theo ông Daniel Gary, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Security cho biết, nhà đầu tư vàng cần tiếp tục chú ý loạt dữ liệu kinh tế bao gồm báo cáo thất nghiệp và việc làm. Và ông Gary lưu ý rằng một cuộc suy thoái kinh tế có thể xảy ra trong quý 4, qua đó giá vàng có thể tăng lên mức 2.100 đô la Mỹ trên một ounce trong đầu năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác lại quay đầu giảm và đi ngược với xu hướng của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 66,97 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,95 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng nhận bột số 9 tại công ty này, mua vào mức 55,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,45 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Còn với giá nhận bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này thì mua vào mức 55,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,55 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.761 đồng trên một đô la Mỹ, tiếp tục tăng thêm 6 đồng trên một đô la Mỹ so với hôm qua. Với giá đô la Mỹ, các ngân hàng thương mại thì cũng tiếp tục tăng nhẹ, mua vào mức 23.340 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.710 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày hôm qua. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, tăng mạnh 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán, hiện tại mua vào ở mức 23.550 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.630 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chưa bán ra.
Pin Z Hồ Chí Minh và pin Z Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.637.000, bán ra 6.693.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.685.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.640.000, bán ra 6.680.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng được điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại cũng đang dao động trong khoảng từ 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000. SJC Huế mua vào 6.632.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.697.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.637.000, bán ra 6.700.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.633.000, bán ra 6.697.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này được điều chỉnh giảm nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.545.000, bán ra 5.645.000. Nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.545.000, bán ra 5.655.000. Vàng bột số 9 mua vào 5.535.000, bán ra 5.605.000. Vàng 24K mua vào 5.429.5.000, bán ra 5.549.5.000. Cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.019.2.000, bán ra 4.219.2.000, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.083.000, bán ra 3.283.000. Vàng 10K mua vào 2.152.5.000, bán ra 2.352.5.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.